người món chè Huế hấp dẫn mọi thực khách. Món chè bột lọc heo quay chè bột lọc heo quay là đặc sản độc đáo của Huế kết hợp giữa hương vị truyền thống và sự sáng tạo trong ẩm thực. Món chè Huế này có cái tên gây tò mò cho du khách với hương vị đặc trưng ấn tượng nên được nhiều người yêu thích. Món ăn được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản bao gồm bột lọc và thịt heo quay. Phần thịt heo được cắt ra thành miếng vuông vừa đủ. Bên ngoài miếng thịt sẽ là phần bột bọc lại. Sau đó đem đi nấu chính và nêm nếm vừa miệng. Bột lọc được làm làm từ bột năng có độ dai mềm đặc trưng kết hợp với thịt heo quay giòn rụm được ướp gia vị đậm đà theo công thức riêng biệt và vị béo ngọt của phần nước đường cay nồng từ gừng lá tất cả tạo nên một hương vị ấn tượng dành cho thực khách món chè huế này không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực thú vị cho du khách mà còn phản ánh sự tinh tế và sự đa dạng trong nền ẩm thực phong phú của xứ cố đô hai chè đậu ngự là một món ăn được dùng để tiến vua ngày xưa ngày nay chè xuất hiện trong những dịp quan trọng của người dân xứ huế hay chiêu đãi khách đến chơi nhà. Món ăn được nấu từ các nguyên liệu như đậu ngự, đường phèn, lá dứa tạo nên món chè Huế dịu mát và ngọt thơm. Khi thưởng thức chè đậu ngự, người ta còn trang trí thêm vào vài nụ hoa nhài hoặc hoa bưởi bé xinh để tăng độ bắt mắt và kích thích vị giác cho người ăn. Ba chè bắp là một trong những món chè truyền thống được yêu thích ở Huế mang hương vị đặc trưng. Món chè này được nấu từ bắp tươi, hạt ngô được nấu mềm cùng phần bột năng kết hợp với đường và nước cốt dừa với màu sắc bắt mắt của hạt ngô kết hợp với vị ngọt dịu và hương thơm đặc trưng của nước cốt dừa món chè bắp là lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức trong những ngày hè ở huế mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ bốn chè khoai tía huế mang đậm màu sắc của vùng đất cố đô mộng mơ với màu tím đẹp mát món chè này được nấu từ khoai tía đường nước cốt dừa và bột báng sự pha trộn giữa vị ngọt của đường vị béo của nước cốt dừa và vị thanh của khoai tía tạo nên một món chè hấp dẫn với màu sắc bắt mát. món chè này không chỉ làm say lòng người dân địa phương mà còn chinh phục cả những vị khách phương xa. Nam chè lục tàu xá có xuất xứ từ Quảng Đông Trung Quốc. Lục tàu xá hay lục đậu xa nghĩa là đậu xanh nát nhuyễn. Món chè này được nấu từ các nguyên liệu như đậu xanh, bột báng, trần bì, vỏ quýt khô và đường cát. Lục tàu xá có hương vị độc đáo, lạ miếng là sự kết hợp giữa cái ngọt của đường cát vị béo của đậu xanh cộng với vị the của trần bì Đây là một món chè thanh mát giúp giải nhiệt giải cảm và cực kỳ tốt cho sức khỏe. Sáu chè thạch ở Huế khá đa dạng để thực khách lựa chọn. Bạn có thể ăn chè thạch nước cốt dừa, chè thạch xương sáo, chè thạch trái cây. Quá trình nấu chè thạch dường như đơn giản và không mất quá nhiều thời gian nhưng mang đến hương vị vô cùng ấn tượng. Thưởng thức một ly chè thạch mát lạnh ở Huế trong những ngày hè sẽ tiếp thêm năng lượng cho hành trình khám phá cố đô của bạn. 7. Chè hạt sen bọc nhãn lồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của vùng đất cố đô Huế. Nguyên liệu để nấu món chè này bao gồm hạt sen, nhãn, đường phèn phèn và nước. Điểm đặc biệt của món chè này chính là sự kết hợp tinh tế giữa hạt sen mềm mịn và nhãn lồng thơm ngon, mang lại trải nghiệm hương vị độc đáo. Hạt sen sau khi được luộc chín tới sẽ được lồng vào nhãn, sau đó đun nồi nước và khi sôi cho đường phèn vào đun lửa nhỏ đến khi đường tan, để nước đường phèn nguội, rồi múc nước đường đổ vào những chiếc chén nhỏ xinh đựng sẵn mấy quả nhãn bọc hạt sen, sau đó thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh thanh của đường phèn, vị ngọt giòn của nhãn và vị vị thanh mát của sen tám chè đậu xanh là một loại đậu phổ biến và xuất hiện trong nhiều món chè khác nhau chè đậu xanh ở Huế là món ăn dân dã đáng để thử qua khi đến vùng đất cố đô món chè này có hương vị thanh mát nhẹ nhàng phù hợp với khẩu vị của nhiều người chè đậu xanh có hai loại phổ biến là chè đậu xanh nguyên hạt và chè đậu xanh đánh để tăng thêm vị béo và ngon cho món chè đậu xanh người ta có thể cho thêm phần nước cốt dừa khi thưởng thức chín chè xương sa hạt lựu ở Huế cũng là một một trong những món ăn tráng miệng mà bạn nhất định phải thử khi đến đây. Điểm nổi bật nhất của món chè này chính là màu sắc bắt mắt, hồng hồng, đỏ đỏ của hạt lựu, màu trắng của củ năng, vàng vàng, xanh xanh của các loại thạch và cả màu đen ánh của phần xương sáo mềm dai. Hương vị ngọt thanh của nước đường, bùi béo của nước cốt dừa tạo nên một món ăn ấn tượng và đặc biệt với nhiều du khách. 10. Chè đậu đen với các loại đậu như đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ. Bạn có thể chế biến thành nhiều món chè hấp dẫn khác nhau. Đậu đen đen là một loại hạt dầu dinh dưỡng và hương vị thơm ngon đặc trưng. Đậu đen được chọn lọc kỹ càng, ngâm nở và nấu chín mềm mại, sau đó kết hợp cùng đường và một số gia vị khác tạo nên hương vị ngọt ngào, hấp dẫn. Khi thưởng thức chè đậu đen, người ta còn cho thêm nước cốt dừa béo ngậy nhưng không gây cảm giác ngán khi ăn. Món chè thường được thưởng thức nóng hoặc lạnh tùy thuộc vào sở thích cá nhân và là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày xe lạnh hoặc oi bức.